Hello everybody, xin chào mừng tất cả mọi người. Chúng ta cùng quay trở lại với chuỗi bài giảng IELTS Reading Vocabulary với thầy James Nguyễn đến từ IELTS Fighter. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một chủ đề vô cùng là quan trọng nhưng nó cũng hơi khó một chút ở trong IELTS Reading, đó chính là Technology. Ok, vậy thì nghe đến từ công nghệ Technology, mọi người đã cảm thấy nó rất là khó rồi đúng không nào? Vậy thì trong cái nội dung của bài học ngày hôm nay, thứ nhất là chúng ta sẽ nói đến những từ vựng để các bạn có thể nắm được về cái chủ đề này. Và thứ hai là bản thân nội dung của bài đọc, bài reading ngày hôm nay mình sẽ phân tích cũng là một bài đọc vô cùng thú vị, sẽ cung cấp cho các bạn rất nhiều kiến thức cơ bản về thế nào là technology, thế nào là công nghệ. So, are you ready? Let's get started! Đầu tiên, trong phần đầu của bài giảng thì cũng giống như mọi lần, chúng ta sẽ khởi động một chút với một số các bài tập liên quan đến từ vựng. Bài tập đầu tiên mà thầy đưa ra ở đây đó chính là Exercise 1. Match the following words with their synonyms. Chúng ta sẽ có danh sách đầu tiên chính là các từ vựng và danh sách thứ hai đó chính là các từ đồng nghĩa của chúng. Chúng ta có lần lượt là danh từ Imitation, danh từ Invention, tính từ Restricted và tính từ Satisfactory. Nào, mọi người hãy cùng quan sát một chút và có thể là dành ra một chút thời gian sử dụng từ điển để có thể nối được những tính từ, những danh từ này với từ đồng nghĩa của chúng. Chúng ta có danh sách các từ đồng nghĩa đó chính là acceptable, limited, copy và creation. Ok, mọi người đã nối được các từ vựng này chưa nhỉ? Chúng ta sử dụng từ điển với một số từ khó nhé các bạn nhé. Ok, vậy thì đầu tiên chúng ta đã nhận thấy danh từ imitation. Chúng ta có thể tra cứu được ngay nghĩa của nó, đó chính là sự bắt chước. Và chúng ta nhận thấy nghĩa của nó sẽ đồng nghĩa với danh từ copy. Và một cái thông tin mà chúng ta có thể bổ sung một chút, đó là các bạn đều đã biết đến động từ copy với cái nét nghĩa là sự sao chép, sự bắt chước. Thì ở đây có thể là nhiều bạn sẽ chưa biết là copy bản thân nó cũng là một danh từ. Và chúng ta có đáp án C cho câu hỏi số 1, question number 1. Imitation, copy, sự bắt chước, sự sao chép. Câu số 2, invention, thì đây là một câu khá là dễ rồi phải không nào? Chắc chắn là rất là nhiều bạn sẽ tìm thấy ngay. Đáp án của nó chính là D, creation, sự phát minh, sự sáng tạo. Việc mà người ta tạo ra một cái sản phẩm mới mà trước đây chưa từng tồn tại. Invention, creation. Tiếp theo chúng ta chỉ còn hai tính từ thôi đúng không nào? Tính từ restricted thì rất là đơn giản, nó chính là đồng nghĩa với limited, bị giới hạn, bị hạn chế. Và cuối cùng satisfactory sẽ đồng nghĩa với acceptable, mang nghĩa là thỏa mãn, chấp nhận được. Vậy thì những cái từ vựng này chắc chắn rồi, lát nữa khi mà đến phần giải bài đọc, mọi người sẽ cùng gặp lại những từ vựng này. Vậy thì chia tay bài tập số 1, chúng ta sẽ cùng tới với exercise 2, bài tập số 2. Đây là một bài tập mà thầy đã thiết kế để chúng ta làm mới một chút cái việc học từ vựng. Đề bài đó là replace the following keywords with the provided antonyms. Trong bài tập số 1 vừa rồi chúng ta đã nhìn vào các từ đồng nghĩa. Thế còn đến với bài này chúng ta lại nói đến các từ trái nghĩa. Thầy đưa ra 3 câu văn và trong đó có 4 từ khóa mà thầy đã in bằng mực đỏ. Và bên dưới thì thầy đưa ra những cái antonyms, tức là những cái từ trái nghĩa của chúng. Và nhiệm vụ của mọi người đó chính là hãy thử thay thế các cái từ khóa ở trong câu văn bằng các từ đồng nghĩa của chúng và xem nghĩa của câu văn sẽ đảo ngược như thế nào nhé. Chúng ta có câu văn đầu tiên. The consensus mainly lies in the definition of terms. Most scholars agree about the proposed definitions. Chúng ta có câu văn thứ hai. After reading the first chapter, I found that book quite confusing. Và câu văn số 3, the instrument of new technologies can improve living conditions of local residents. Chúng ta có các antonyms đó chính là wasn't, argue, easy và disagreement. Bài tập này chắc là cũng sẽ tốn một chút thời gian của mọi người đây. Các bạn hãy thử tra cứu một chút nghĩa của các từ khóa, cũng như là nếu cần thì hãy thử translate, hãy thử dịch những câu văn này và để xem là khi mình thay các cái từ trái nghĩa vào thì nghĩa của câu văn sẽ thay đổi như thế nào. Chúng ta có câu đầu tiên. The consensus.
cái sự đồng thuận, chúng ta có danh từ consensus, có nghĩa là sự đồng thuận. Sự đồng thuận chủ yếu nằm ở phần định nghĩa của các thuật ngữ, the definition of terms. Sự đồng thuận chủ yếu nằm ở việc là định nghĩa các thuật ngữ, the definition of terms. Most scholars, hầu hết các học giả agree, đồng ý về những cái định nghĩa đã được đưa ra, the proposed definitions. Hầu hết các học giả là đồng ý về những định nghĩa được đưa ra. Vậy thì chúng ta sẽ nhận thấy là consensus thì có nghĩa là sự đồng thuận. Vậy thì trái nghĩa của nó chắc chắn rồi sẽ phải là từ disagreement, là sự bất đồng, đúng không nào? Thế còn động từ agree, các học giả đã đồng ý về những cái định nghĩa được đưa ra, thì động từ agree trong trường hợp này chúng ta sẽ thay nó với một cái động từ mang nghĩa trái ngược, đó là động từ argue. Động từ argue với nghĩa là tranh cãi. Các học giả vẫn còn đang là tranh cãi về những cái định nghĩa được đưa ra. Câu số 2. Sau khi đọc xong cái chương đầu tiên, tôi cảm thấy cuốn sách này khá là khó hiểu, tính từ confusing. Vậy thì tính từ trái nghĩa của nó rất là đơn giản, đúng nào? It is very easy. It is easy. Đó chính là từ easy. Vậy thì chúng ta thay cái tính từ easy vào câu số 2. Câu số 3, động từ improve thì chắc chắn là sẽ có thể thay được bằng động từ worsen. Động từ improve mà nghĩa là cải thiện, làm cho tốt lên. Thế còn worsen thì có nghĩa là làm cho ngày càng tệ hơn, làm cho ngày càng xấu đi. Chúng ta sẽ có cái phần bảng tổng hợp ở đây. Mọi người sẽ cùng nhìn thấy một bảng các cái từ trái nghĩa. Consensus đi với disagreement, improve đi với worsen, easy đi với confusing, và agree thì đi với argue. Và cuối cùng chúng ta sẽ cùng nhận thấy là những cái từ trái nghĩa đã được thay vào các câu văn. Câu văn thứ nhất, khi mà chúng ta thay cái từ trái nghĩa vào, sẽ là the disagreement mainly lies in the definition of terms. Most scholars argue about the proposed definitions. Cái sự bất đồng lúc này, disagreement, đúng không nào? Sự bất đồng chủ yếu nằm ở việc định nghĩa các thuật ngữ. Hầu hết các học giả tranh cãi về những cái định nghĩa được đưa ra. Như vậy chúng ta thấy bản chất của câu văn đã thay đổi hoàn toàn so với câu văn ban đầu khi mình thay hai cái từ khóa bằng từ trái nghĩa. Tương tự như vậy, câu văn số 2. Sau khi đọc xong cái chương đầu tiên, tôi cảm thấy cuốn sách này khá là dễ. Vậy thì chỉ cần thay một cái từ khóa thôi, đúng không nào? Mình đã thấy nghĩa ở câu văn đã thay đổi hoàn toàn, đã trái ngược hoàn toàn. Câu số 3. Việc lắp đặt các cái công nghệ mới có thể làm tệ hơn, có thể làm cho điều kiện sống của những người dân địa phương trở nên tồi tệ hơn. Và như vậy, thông qua bài tập này thì thầy mong muốn mọi người hãy tập trung chú ý vào tầm quan trọng của các cái từ đồng nghĩa và các từ trái nghĩa ở trong tiếng Anh. Việc thay đổi một hai từ khóa đồng nghĩa hoặc trái nghĩa có thể đảo ngược hoàn toàn nghĩa của câu văn. Và đây cũng là một bài tập để chúng ta warm up một chút, để lát nữa chúng ta sẽ cùng giải một cái dạng câu hỏi vô cùng thú vị ở trong reading mà có liên quan tới sự đồng nghĩa và trái nghĩa. Được rồi, sau khi đã xong hai cái bài tập mang tính chất là khởi động về từ vựng, chúng ta sẽ cùng đến với cái nội dung của bài reading mà mình sẽ cùng chữa trong ngày hôm nay. Trước hết, mọi người hãy cùng nhìn vào các câu hỏi mà đề bài đưa ra. Questions 1 to 6. Đây chính là dạng đề true false not given, một dạng đề vô cùng là nổi tiếng trong các bài đọc của IELTS reading, phải không nào? Chúng ta có 6 câu nhận xét được đưa ra, và với 6 câu văn này các bạn hãy điền true nếu như là thông tin đúng với nội dung ở trong bài đọc. Chúng ta điền false nếu như thông tin sai so với nội dung trong bài đọc, trái ngược với nội dung của bài đọc. Và chúng ta điền not given nếu như mà không có thông tin để có thể khẳng định là đúng hay sai. Chúng ta sẽ có 6 câu văn như sau. It is easy to provide a satisfactory definition of technology. Rất đơn giản để có thể đưa ra một cái định nghĩa mà chấp nhận được, một cái định nghĩa mà được mọi người chấp thuận về công nghệ. Câu số 2. The invention of wheel is the most important development of humans. Việc phát minh ra cái bánh xe là cái sự phát triển quan trọng nhất của loài người. Câu thứ 3, Aristotle considered technology as merely an imitation of nature. Ông Aristotle, tức là một triết gia nổi tiếng ở Hy Lạp cổ, đã cho rằng là
công nghệ thì chỉ đơn giản, chỉ đơn thuần chỉ là một cái sự bắt chước thiên nhiên mà thôi. Câu 4, undoubtedly technological development made human life better. Không còn nghi ngờ gì nữa, sự phát triển về công nghệ đã làm cho cuộc sống của con người tốt hơn. Câu số 5, technological development is not limited to humans. À, cái sự phát triển về công nghệ thì không chỉ giới hạn là đối với con người đâu. Câu 6, only dolphins and primates can produce tools. Chỉ có những con cá heo và những loài linh trưởng thì có thể mới có thể là tạo ra được các công cụ. Ở đây chúng ta lưu ý một chút về cái từ mới primates, đó chính là các loài linh trưởng. Đó là cái tên gọi chung của các cái loài vật như là khỉ, vượn, tinh tinh, những cái loài vật mà có trí thông minh và có họ hàng rất gần với loài người. Như vậy với 6 cái câu này, chúng ta sẽ cùng xem nội dung bài đọc đưa ra như thế nào để mình chọn các đáp án là true, là false hay là not given nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhìn vào cái đoạn văn thứ nhất ở trong bài đọc. What is technology? Ok, chúng ta sẽ cùng dành một chút thời gian. Những bạn nào mà đang theo dõi, chúng ta có thể là chụp lại ảnh màn hình để lát nữa khi cần mình sẽ có thể là xem lại cái nội dung bài đọc này. Và mình sẽ dành ra một vài phút để đọc qua các cái câu văn ở đây. Có rất nhiều những cái thuật ngữ, rất nhiều từ khóa khó khăn mà đã được đưa ra trong đoạn văn đầu tiên. The term technology đến từ sự kết nối, đến từ sự kết hợp giữa hai cái từ ở trong tiếng Hy Lạp. Đó là techni, tức là art, và logia, tức là study. Nó nói đến the collection of techniques, là tổng hợp các cái kỹ năng, các cái kỹ thuật, các cái phương pháp và các cái processes và các cái quy trình mà được sử dụng trong quá trình là sản xuất ra các hàng hóa hoặc là các cái dịch vụ, hay là accomplishment of objectives, tức là gọi là đạt được các cái mục tiêu, ví dụ như là nghiên cứu khoa học chẳng hạn. Như vậy thì đây là cái đoạn đầu tiên mà nó đang đưa ra xem là vậy thì nguồn gốc của cái từ technology nó bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp và nó có định nghĩa là gì. À, ok, như vậy chúng ta nhận thấy là có một chút nói đến định nghĩa của cái từ technology. Thế còn đến đoạn văn thứ hai thì chúng ta nhận thấy là có rất là nhiều những cái phát minh về công nghệ ở trong lịch sử loài người. Chúng ta hãy cùng xem. The prehistoric discovery of how to control fire, later agricultural revolution, và likewise, tương tự như vậy, sự phát minh ra bánh xe. Aha. Vậy chúng ta nhận thấy là cái thông tin về câu hỏi số 1 và câu hỏi số 2 đã có một chút nói đến ở trong hai đoạn văn đầu tiên này, đúng không nào? Câu hỏi số 1 nói đến cái định nghĩa của technology thì đoạn văn 1 ở đây chúng ta cũng thấy là có một chút nói đến định nghĩa của technology. Tuy nhiên mình không thấy rằng là nó easy hay là không. Chúng ta sẽ nhìn lại một chút ở câu hỏi số 1. It is easy to provide a satisfactory. Thì cái từ khóa easy và từ khóa satisfactory là mình không hề nhận thấy có hai từ khóa này, cũng không nhận thấy là bất kỳ từ đồng nghĩa hay là từ trái nghĩa nào của hai từ khóa này trong cái đoạn văn 1. Thế còn với câu hỏi số 2, chúng ta nhận thấy là có nhắc đến cái sự phát minh ra bánh xe, nhưng mà mình hoàn toàn không tìm thấy là nó khẳng định là most important hay không. Chúng ta không thấy bất kỳ một từ đồng nghĩa hay một từ trái nghĩa nào của important trong cái đoạn văn số 2 vừa rồi. Như vậy, bằng cái gọi là nhận xét đầu tiên, chúng ta chỉ cần đọc lướt qua một chút và đã nhận thấy là không hề có sự xuất hiện của các cái từ khóa mang tính chất là đồng nghĩa hoặc là trái nghĩa. Như vậy thì khả năng cao là chúng ta sẽ chọn được câu 1 và câu 2 là not given. Tuy nhiên, mình mới chỉ tạm thời nghi ngờ câu 1 là not given thôi. Chứ còn liệu rằng nếu như mình đọc tiếp các đoạn văn đằng sau nó lại đưa ra một thông tin nào đó thì sao? Thì do vậy, với câu này, một cái kinh nghiệm rất là quan trọng mà thầy muốn chia sẻ với các bạn, đó là đặc biệt là những câu số 1, đặc biệt là những câu đầu tiên của bài câu 1 hoặc là câu 2, nếu như các bạn nghi ngờ nó là not given thì hãy cứ tạm thời để đó đã. Mình hãy đọc tiếp phần sau rồi mình mới chốt đáp án. Câu 1 và câu 2 chúng tạm thời coi là not given và mình chưa thấy một cái thông tin nào cả. Biết đâu ở các đoạn sau nó lại có thì sao, đúng không nào? Vậy thì mọi người hãy lưu ý một cái kinh nghiệm với cái dạng đề bài này các bạn nhé. Nếu như mình thấy câu 1, câu 2
mà không thấy cái thông tin, chúng ta nghi ngờ nó not given, thì hãy cứ tạm thời chọn đấy đã, nhưng đừng chốt đáp án, đừng điền vào tờ answer sheet vội. Mọi người hãy điền not given ra nháp trước nhé. Hãy điền not given ra nháp, rồi mình đọc tiếp phần sau thì mới chốt được đáp án. Chúng ta sẽ cùng đến với cái đoạn văn tiếp theo trong bài đọc. Đoạn văn tiếp theo trong bài đọc là The Greek's view about technology, là cái quan điểm của người Hy Lạp cổ về công nghệ. Và ở trong cái đoạn văn này, chúng ta đã nhận thấy xuất hiện cái tên của những nhân vật như là Democritus và Aristotle. Chúng ta hãy cùng đọc xem. The Greek philosopher, một triết gia người Hy Lạp là ông Democritus. Ví dụ này, ông ta tin rằng là technology is an imitation of nature. À, ông ta tin rằng là công nghệ là cái việc bắt chước thiên nhiên mà thôi. Thế còn Aristotle held the same view. Aristotle cũng có cùng quan điểm rằng là công nghệ là cái kết quả của việc bắt chước thiên nhiên. It's the consequence of imitation of nature. Aristotle cũng có cùng quan điểm này. Ông ta cũng đồng ý với Democritus là công nghệ là kết quả của việc bắt chước thiên nhiên. But he added, nhưng chúng ta hãy cùng để ý đến cái vế đằng sau. Nhưng Aristotle đã bổ sung thêm trong cái cuốn sách gọi là Vật lý quyển 2 rằng là gì đây? Nhìn chung thì nghệ thuật, art in some cases, thì là nó completes what nature cannot bring to a finish. Tức là ngoài việc Aristotle đồng ý với quan điểm của Democritus thì ông ta còn bổ sung thêm một vài điểm nữa cơ. Và mọi người nhìn thấy ở đầu câu văn sau, Aristotle also distinguishes between natural things and artifacts. Aristotle cũng đồng thời là ông ta còn phân biệt giữa những cái đồ mang tính chất là thiên nhiên và những cái đồ mang tính chất là con người làm ra. Natural things, những cái đồ vật mang tính chất là thiên nhiên, và artifacts là những đồ do con người làm ra. Như vậy, sau khi đọc những cái câu văn này, chúng ta nhận thấy thứ nhất, Aristotle thể hiện cái sự đồng tình với quan điểm của Democritus rằng technology là imitation of nature. Tuy nhiên, ngoài cái điểm đó ra thì Aristotle đã bổ sung thêm một vài cái nhận xét của riêng ông ý nữa. Có nghĩa là chúng ta hiểu đơn giản, Aristotle có đồng ý với quan điểm của Democritus, nhưng ngoài ra ông ta còn bổ sung thêm một vài các cái chi tiết khác. Vậy thì từ cái đoạn văn này, chúng ta có thể lưu ý vào cái câu hỏi số 3. Aristotle cho rằng technology chỉ là merely an imitation of nature. Cái từ khóa merely sẽ là từ khóa cực kỳ quan trọng ở trong cái câu văn này. Merely là một từ mang tính chất trang trọng, thường được sử dụng trong writing, trong những văn bản khoa học mang tính chất trang trọng. Thế còn cái phiên bản bình thường của nó mà sử dụng trong giao tiếp hàng ngày là nó bằng với từ only, là nó bằng với từ just. Merely bằng với only, bằng với just, có nghĩa là nó chỉ là cái này mà thôi, nothing more, nothing else, không hề có một cái gì khác. Và đây là một cái từ vựng thể hiện cái hàm ý xem thường, cho rằng là nó chỉ là bắt chước thiên nhiên mà thôi, không có gì hay ho hơn cả, không có gì hay, không có gì thú vị hơn cả, không có gì mà tuyệt vời hơn cả. Tức là một cái sự đánh giá mang tính chất rất là xem thường. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhìn lại trong đoạn văn. Aristotle mặc dù là đồng ý là công nghệ là bắt chước thiên nhiên, nhưng ngoài ra ông ta còn bổ sung thêm một cái ý nữa rất quan trọng, đó chính là công nghệ còn có thể là hoàn thiện những gì mà thiên nhiên không thể nào bring to a finish, mà thiên nhiên không thể hoàn thiện. Như vậy, chúng ta thấy rõ quan điểm của Aristotle. Công nghệ không chỉ là not only là imitation of nature đâu, mà còn but also, mà còn là hoàn thiện những gì mà nature không thể nào kết thúc. Như vậy, nếu như chúng ta cho rằng Aristotle chỉ coi công nghệ là cái sự bắt chước thiên nhiên mà thôi, nothing more, nothing else, với hàm ý xem thường như vậy, thì rõ ràng câu này là một câu sai. Và dựa vào cái từ khóa cực kỳ quan trọng là từ merely, chúng ta sẽ chọn đáp án của câu này, đó là đáp án false. Ok,
Như vậy mọi người đã hiểu rõ về câu số 3 này chưa nhỉ? Trong câu số 3 này, cái từ khóa cực kỳ quan trọng mà chúng ta cần phải lưu ý đó là từ merely. Next one, chúng ta cùng đến với đoạn văn tiếp theo và rất có thể là sẽ có thông tin cho các câu hỏi tiếp theo đây. Phần tiếp theo có cái tiêu đề là Contemporary View About Technology, là cái quan điểm hiện đại của thời hiện đại, quan điểm đương thời của ngày nay này về công nghệ này. Chúng ta hãy cùng xem. Ngày nay thì technology là một cái chủ đề, a subject of debate, là một cái chủ đề mà người ta phải tranh cãi. Bởi vì nó được coi là a double-edged sword, là một thanh gươm hai lưỡi, nếu kiểu chúng ta nói là con dao hai lưỡi đấy. Thì chắc chắn rồi, cái từ double-edged sword, từ con dao hai lưỡi, thanh gươm hai lưỡi này, ở trong tiếng Việt các bạn cũng đã thấy rõ, có nghĩa là nó mang cả cái tác động tích cực lẫn tác động tiêu cực, nó có cả mặt tốt lẫn mặt xấu. Và chúng ta hãy nhìn nhanh xuống, chúng ta hãy nhìn nhanh xuống những cái câu cuối của đoạn văn này. Philosophical debates have arisen over the use of technology. Các cái cuộc tranh luận về mặt triết học đã nảy sinh về việc sử dụng công nghệ. With disagreements, có những sự bất đồng. Chúng ta hãy chú ý vào cái từ khóa disagreement. Có những sự bất đồng về việc là technology improves human condition or worsens it. Có những cái sự bất đồng về việc là liệu rằng công nghệ sẽ cải thiện cái đời sống con người hay là làm cho nó tồi tệ hơn. Thì câu văn này đưa ra một thông tin cực kỳ quan trọng. Ngày nay người ta vẫn còn phải đang phải tranh cãi rất nhiều về việc là công nghệ có thực sự là tốt, có thực sự là cải thiện cái cuộc sống con người hay là công nghệ làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Cái việc tranh cãi này vẫn còn đang diễn ra. Và như vậy, dựa vào cái câu này, chúng ta sẽ nhìn vào câu hỏi số 4. Câu 4 người ta ghi là Undoubtedly, technological development made human life better. Đây là một câu khẳng định mang tính chất là không nghi ngờ gì nữa, là sự phát triển công nghệ đã làm cho cuộc sống con người tốt hơn. Rõ ràng câu này đã contradicts, câu này đã trái ngược với thông tin mà bài đọc đưa ra. Ở đây thầy có thể mở rộng cho mọi người một chút về từ vựng. Chúng ta có những cụm từ như là undoubtedly. Chúng ta có những cụm từ như là there is no doubt that, there is little doubt that. Hay là người ta có thể dùng một cụm từ khác, what is sure is that. Thì đây là những cụm từ mà nghĩa đen của nó dịch ra là không còn nghi ngờ gì nữa, có một điều chắc chắn rằng như thế này. Thì rõ ràng đây là những cái cụm từ mà có hàm ý là để đưa ra một chân lý đã được khẳng định, không còn phải tranh cãi, không còn phải bàn luận gì nữa rồi. Đấy, khi nào mà cái chân lý đó đã được khẳng định, không còn phải tranh cãi, không còn bàn luận gì nữa rồi, thì người ta mới dùng những cái từ này. Vậy thì sự xuất hiện của những cái từ vựng như thế này rõ ràng là đã trái ngược với cái tinh thần của cái câu văn được đưa ra trong đoạn văn ở đây. Người ta vẫn còn phải đang bất đồng với nhau. Đấy, có rất nhiều những disagreement, có rất nhiều những sự bất đồng, người ta còn phải debate, còn phải tranh cãi với nhau xem là công nghệ là tốt hay xấu, nó cải thiện hay nó làm tồi tệ hơn cái đời sống con người, đúng không nào? Và như vậy, câu 4 là một câu chúng ta khẳng định đáp án false rất là rõ ràng. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với những đoạn văn cuối cùng. Đây chính là những cái đoạn văn cuối cùng của bài đọc rồi. Club chúng ta, mọi người chúng ta cùng tập trung đọc nhé. To make matters worse, a consensus definition of technology has become more difficult to find. À, đây là một câu văn rất quan trọng này. Vậy thì để mà làm cho vấn đề mà tệ hơn nữa, chúng ta có câu văn a consensus definition of technology. Chúng ta đã nhận thấy từ consensus ở đầu bài, ở trong phần từ vựng rồi, đúng không mọi người nhỉ? Cái danh từ consensus mang nghĩa là sự đồng thuận chung. Vậy thì dựa vào câu văn này, một cái định nghĩa về công nghệ mà tất cả mọi người đồng thuận đây, mà tất cả mọi người đồng ý đây, đã trở nên là more difficult to find, đã trở nên rất khó để có thể tìm ra. Có nghĩa là gì? Chúng ta paraphrase lại câu văn này là rất khó để có thể đưa ra một cái định nghĩa về technology mà được tất cả mọi người là consensus, được tất cả mọi người đồng ý, đồng thuận.
Câu văn tiếp theo nó tiếp tục khẳng định rõ cái thông tin này. It is especially confusing. À, đây là một điều mà đặc biệt là rắc rối, đặc biệt là khó khăn để mà quyết định xem là công nghệ nói đến những cái máy móc, những cái quy luật hay là cái hệ thống mà điều khiển các cái ứng dụng. Như vậy, dựa vào đoạn văn này chúng ta nhận thấy cái từ consensus definition là nó tương đồng với cái từ gọi là satisfactory definition đấy, là một cái định nghĩa nào mà được đông đảo mọi người chấp nhận đấy. Và chúng ta nhận thấy tính từ difficult, tính từ confusing chính là những từ trái nghĩa của easy. Ok, mọi người hãy lưu ý nhé. Difficult, confusing là rất khó, là rất rắc rối, là trái nghĩa với easy. Thế còn đến đoạn văn cuối cùng, chúng ta cùng xem đoạn văn cuối cùng sẽ đưa ra những thông tin gì. Until recently, tức là mãi cho đến gần đây, người ta cho rằng the development of technology, người ta cho rằng là sự phát triển về công nghệ là was restricted, là chỉ giới hạn cho con người mà thôi. Chúng ta thấy từ restricted là đồng nghĩa với từ limited, đúng không nào? Nó chỉ giới hạn cho con người mà thôi. Tuy nhiên, những nghiên cứu khoa học của thế kỷ 21, 21st century scientific studies, các nghiên cứu khoa học của thế kỷ 21 indicate that, chỉ ra rằng other primates, các loài linh trưởng khác, and certain dolphin communities, và một vài cộng đồng của cá heo cũng đã phát triển được những công cụ đơn giản, cũng đã developed được những cái simple tools, phát triển được những công cụ đơn giản và truyền lại kiến thức của chúng cho các thế hệ khác, cho các thế hệ sau. Như vậy chúng ta nhận thấy là trước đây người ta cho rằng chỉ có con người mới có công nghệ mà thôi, nhưng đến ngày nay thế kỷ 21, nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng các loài linh trưởng khác cũng như là một vài các cộng đồng cá heo cũng có những cái công nghệ, cũng có những cái công cụ để mà truyền lại kiến thức của chúng cho các thế hệ sau này. Vậy thì dựa vào những thông tin ở đây, chúng ta có thể chọn được đáp án của câu số 1. Chúng ta sẽ quay lại câu số 1. Câu số 1 lúc nãy mình đã tạm thời coi là not given, nhưng đến đoạn cuối này chúng ta sẽ phải thay đổi lựa chọn. Thông tin đã đưa ra rất là rõ ràng. Câu 1 nói rằng là đưa ra một cái định nghĩa để mà thỏa mãn tất cả mọi người về technology, về công nghệ là một điều easy, là một điều rất là dễ dàng. Thì rõ ràng là với cái từ khóa consensus và với các cái từ khóa trái nghĩa như là difficult, như là confusing trong đoạn văn vừa xong, chúng ta đã chọn đáp án câu số 1 này là false. Câu số 5 thì là một câu rất là dễ, nói rằng là technological development thì không giới hạn là chỉ có con người. Not limited, nó không giới hạn là chỉ có con người đâu, mà đã có cả loài dolphins, tức là cá heo, đã có cả một số các loài linh trưởng khác, primates, cũng đã có những cái công cụ của nó. Và như vậy chúng ta chọn câu số 5, đáp án là true, rất là chính xác. Câu số 6, only, chỉ duy nhất là cá heo và linh trưởng có thể tạo ra được các công cụ mà thôi. Thì cái từ only, cái từ only là từ khóa quan trọng nhất trong câu số 6 này. Đấy, từ only mang nghĩa là chỉ có mỗi cá heo và linh trưởng là có thể tạo ra các công cụ mà thôi. Thì trong cái đoạn văn cuối cùng vừa rồi chúng ta thấy người ta có nhắc đến cá heo và linh trưởng thật, nhưng chúng ta không tìm thấy từ only và các từ đồng nghĩa của nó. Và cũng không có một điều gì có thể khẳng định là ngoài cá heo và các loài linh trưởng ra thì các loài vật khác có làm được hay không. Chúng ta vẫn chưa thể trả lời được câu hỏi này. Thông tin của bài đọc chưa thể nào mà đưa ra được cái đáp án cho cái câu hỏi này. Liệu rằng ngoài cá heo và các loài linh trưởng thì có còn loài nào khác nữa hay không? Chúng ta chưa biết. Thì do vậy không thể nào khẳng định là câu số 6 là only, chỉ cá heo và linh trưởng mới làm được. Như vậy, bằng cái tư duy logic, chúng ta chọn đáp án câu số 6 là not given. Và đến đây, khi mình đã đọc hết toàn bộ bài đọc mà chúng ta nhận thấy là câu hỏi số 2 lúc nãy mình đã để ngỏ, mình tạm thời chọn not given và không hề có thông tin nào để mà thay đổi quyết định ban đầu của chúng ta là câu hỏi số 2 là not given.
Do vậy, chúng ta chốt lại toàn bộ đáp án ở đây. Câu số 1, lúc đầu tạm thời chọn not given, nhưng đến cuối, đến cái đoạn văn gần cuối, chúng ta thấy có thông tin đưa ra để chọn đáp án là false. Câu hỏi số 2, lúc đầu chúng ta tạm thời chọn not given, tuy nhiên là đến tất cả những đoạn văn cuối cùng, tất cả những đoạn văn còn lại trong bài đọc cũng không đưa ra được một cái thông tin nào khác, thì cuối cùng là chúng ta vẫn giữ nguyên cái lựa chọn là not given. Câu 3, chọn false với từ khóa merely. Câu 4, chọn false với từ khóa undoubtedly. Câu 5, chúng ta chọn true, thông tin rất là rõ ràng. Và câu số 6, chọn not given với từ khóa là only. Vậy thì nãy giờ trong quá trình mà thầy dịch cũng như là hướng dẫn các bạn giải 6 cái câu hỏi này, chắc chắn là mọi người cũng đã có thể rút ra được cho mình một số các kinh nghiệm, một số các bài học để có thể giải được dạng đề true, false và not given rồi, phải không nào? Vậy thì đến cái phần cuối của bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tổng kết lại cái kiến thức và cái kỹ năng ở đây. Với dạng đề true, false và not given thì điều đầu tiên mà chúng ta cần lưu ý đó là danh sách các cái câu hỏi thông thường nhé, phần lớn là sẽ đi đúng theo trình tự xuất hiện trong đoạn văn. Câu 1 sẽ ở đoạn 1, câu 2 sẽ ở đoạn 2, câu 5, câu 6 sẽ ở những đoạn văn cuối cùng. Thì thông thường hầu hết các câu hỏi nó sẽ tuân theo đúng cái quy luật này. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải lưu ý một số tình huống nó sẽ xảy ra giống như câu 1 vừa nãy. Là thông tin của câu 1 đoạn đầu nói một chút, nhưng đến đoạn gần cuối người ta lại nói lại. Thì như vậy thỉnh thoảng cũng sẽ có một số những câu mang tính chất là khó, là những câu phân loại thí sinh yêu cầu mình phải có cái sự tập trung và mình phải đọc hiểu thông tin xuyên suốt bài đọc. Thì đó là những cái trường hợp đặc biệt mà thông tin của câu 1 có khi đến cuối bài người ta mới đưa ra. Thế còn hầu hết các trường hợp còn lại thông thường nó sẽ đi theo đúng trình tự xuất hiện nhé. Và cái điều quan trọng nhất ở đây đó chính là chúng ta chốt lại về mặt kỹ năng xử lý true, false hay là not given. Trường hợp true rõ ràng là mình phải nhận thấy là thông tin đó, cái câu văn đó phải được paraphrase một cách rõ ràng ở trong bài đọc, phải có câu văn khẳng định rõ ràng ở trong bài. Và khi các bạn nhận thấy câu văn khẳng định rõ ràng ở trong bài, chúng ta tập trung nhận thấy các từ đồng nghĩa. Ngược lại, trường hợp là false thì thông tin trái ngược cũng sẽ phải được nêu ra một cách rõ ràng, cũng sẽ phải được paraphrase ở trong bài đọc. Phải có một câu văn phủ định rõ ràng ở trong bài đọc. Và với những câu văn mang tính chất phủ định như vậy, các bạn đặc biệt lưu ý thầy các từ trái nghĩa. Thì mọi người thấy được rằng là cái hoạt động mà thầy đưa ra ban đầu về từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa chính là để phục vụ cho cái dạng đề true và false này. Trường hợp thứ 3, trường hợp not given, thì có thể nói đây là trường hợp khó nhất ở trong dạng bài này. Đầu tiên chúng ta nhận thấy là với những câu mà các bạn nghi ngờ rằng nó là not given thì các bạn đừng nên vội vàng kết luận, mà các bạn nên đọc hết bài đọc rồi mình mới chốt đáp án. Thì đây chính là cái kinh nghiệm đầu tiên mà thầy đưa ra ngay từ đầu. Cái câu hỏi số 1 là thể hiện rất là rõ ràng cho chúng ta ở cái trường hợp này. Khi mà chúng ta đọc hết cả bài đọc, không tìm thấy thông tin paraphrase, không có cả những câu khẳng định và những câu phủ định, thì chúng ta nhận thấy tỷ lệ cao đó chính là not given. Và thông tin cuối cùng mà thầy đưa ra cho mọi người về dạng đề true, false và not given đó là trong cả trường hợp true, cả trường hợp false và cả trường hợp not given, trong cả ba cái trường hợp đó, chúng ta đều phải đặc biệt chú ý tới các cái từ như là only, merely, all hay là every, vân vân. Đó là những cái lượng từ mang tính chất xác quyết tuyệt đối. All mang nghĩa là toàn bộ, every mang nghĩa là toàn bộ, hay là only, merely có nghĩa là duy nhất. Thì đặc biệt với những cái từ khóa, với những cái lượng từ mang tính xác quyết tuyệt đối như vậy thì cái tỷ lệ mà mình bị lừa là rất là cao. Cái việc mà đề bài đưa ra những cái câu này là chủ đích là để lừa thí sinh. Do vậy mọi người cần phải đặc biệt cẩn thận với những câu văn mà có chứa những từ khóa mang tính chất là xác quyết tuyệt đối, mang tính chất là vơ đũa cả nắm, mang tính chất là đưa ra một cái khẳng định tuyệt đối cho tất cả mọi trường hợp.
thì đó là những câu chúng ta cần phải đặc biệt cẩn thận, phải đọc rất kỹ và suy luận hết tất cả các trường hợp thì mới có thể chọn được đáp án. Những cái câu hỏi vừa xong mà chúng ta nhận thấy câu hỏi số 6 hay là câu hỏi số 4, đấy, câu hỏi số 3 là những câu chứa những từ khóa như vậy, mang tính khẳng định tuyệt đối. Đấy, câu 3 khẳng định tuyệt đối merely, câu 4 khẳng định tuyệt đối là undoubtedly, câu 6 khẳng định mang tính chất tuyệt đối only. Thì với những câu mang tính chất là khẳng định xác quyết tuyệt đối như vậy, chúng ta cần phải đọc thật kỹ và dịch được chính xác thông tin cũng như là suy luận hết tất cả các trường hợp thì mới có thể chọn được đáp án. Như vậy, thông qua bài giảng ngày hôm nay, thầy hy vọng rằng mọi người đã có thêm được những kinh nghiệm để mà giải dạng đề true false not given ở trong reading. Đồng thời, nội dung của bài đọc này cũng đã đưa ra những cái từ vựng và những cái kiến thức rất là hay về technology. Hy vọng rằng các bạn sẽ có thể đạt được nhiều những cái thành công trong quá trình học IELTS của mình. And thank you for your listening, and I will see you again in my next videos. Goodbye everyone. Cảm ơn mọi người. IELTS Fighter, tiên phong phổ cập IELTS cho người Việt.